Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục bàn luận về cách sử dụng hậu thủ bên phòng mã để phá thế trận pháo đầu của bên tiêu. Chúng ta bắt đầu bằng những nước đi cơ bản. Đỏ bên pháo, đen lên mã, đỏ lên mã, đen ra xa, đỏ ra xa, đen lên chốt, đỏ đưa xa tung hàng, đen lên mã, đỏ lên chốt đổi, đen ăn, đỏ ăn chó, đen lên chó, đỏ bình pháo trắc mã, đen lên mã. Đến đây một câu hỏi đặt ra là liệu đỏ có nên tấn xe để bắt mã hay không? Như để phân tích ở trước thì đỏ tấn xe bắt mã thì đen có một nước cơ rất là hay, đó là pháo tấn lên bắt xe, ngoài đó có một cái thế phản kích rất là mạnh. Tuy nhiên thì ở đây thì đỏ cũng không thể sửa nước đi được. Bởi vì lấy ví dụ chẳng hạn như đỏ lên mã thì đen có thể đơn giản lên tượng thôi, rồi qua đó thì có thể thấy cơ của đen rất là chắc chắn. Còn mã ở đây thì bác diện thông thoáng và tỏ rõ uy lực, kiềm chế lộ ra của xe đỏ. Ở đây thì hơn nữa đỏ còn có đen còn có nước tiên là dùng mã đánh chốt để chốt đôi xe và pháo đỏ trong tương lai. Có thể thấy trong cái hình thế này thì cờ đen hoàn toàn mãn ý đối với thầy cột của mình. Vì vậy ở đây thì tấn xe mặc dù biết khó nhưng mà đỏ bắt buộc phải tấn lên thôi. Bởi vì nếu chậm trễ thì đen lên tường thì đỏ thì không có cơ hội để quấy phá được nữa, nên xe đỏ mặc dù biết khó nhưng mà vẫn phải tấn lên, nên nó cơ đương nhiên phải đi. Đen lên pháo bắt xe, đỏ đánh chiếu tướng, đó lấy xe đi qua và đen lên mã. Đến đây thì như ván đấu trước thì đỏ dùng xe ăn mã thì đen có nước rất là hay, đó là tấn mã, mã 4 tấn 2 sau đó hoặc là tấn 3 hoặc là tấn 4 là chiếu tướng, tạo ra một cái thế công rất là mạnh mẽ mà đỏ không thể chống đỡ được. Thành thử ở đây đỏ rút kinh nghiệm không ăn mã mà rút pháo về ngăn không cho đen có thể tấn lên đây để ngăn cái đường bước tiến mà đen. Tuy nhiên đen không tiến được đường này thì lại tiến đường khác, đen đâm vào này bắt xe. Có thể thấy là con mã đen di chuyển rất là lắt léo và rất là khó để kiểm soát. Ở đây thì đỏ không thể ăn con mã đen ở đây được, vì nếu đỏ ăn đây thì đen sẽ ngay lập tức đâm mã chiếu tướng, buộc tướng đỏ lại lên, đá pháo đâm xuống chiếu bí, chiếu bí rất là cơ bản. Thành thử ở đây thì đỏ chỉ có một phương án duy nhất là bình pháo qua để cản chân mã, nếu mã chiếu thì đưa pháo về thủ. Đen tiếp tục cuộc phản kích của mình bằng nước lên tường bắt xe. Giả sử đỏ bên xe để đánh pháo đen thì đen có thể đơn giản chiếu tướng, buộc pháo đỏ thoái về, sau đó binh pháo đánh mã. Đến đây thì cơ bản đỏ có 3 phương án để có thể đi. Một là mã 3 thoái 1, hai là mã 3 thoái 5, ba là pháo xe xe 8 tăng 2 đánh pháo. Chúng ta sẽ khảo sát kỹ từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mã 3 thoái 1. Trong trường hợp này thì đen đơn giản có thể đơn giản quanh pháo thôi. Nếu đỏ lên mã thì đen có nước hay, đó là tấn xe xuống và tróc tróc mã. Nên đây thì đỏ chắc chắn phải đen phải chắc chắn là mất quân mã rồi. Trong tình huống này thì quá dễ để đen có thể kiểm soát tình hình. Việc tấn sau này còn tạo còn phục nước nước ác hơn, đó là mã 3 thoái 4 để pháo đánh tường, đồng thời xe cũng cắt luôn một pháo phía bên này nữa. Trong trường hợp này rõ ràng là đỏ chiếm ưu. Thành thử ở đây thì thoái về đây các vị không phải là hay, vì đen chỉ cần tấn xe là có thể đoạt được quân ngay và lợi được thế, vừa được quân mà vừa lợi thế nữa.
nên nếu thoái thì thoái ra một cái vị hợp lý hơn, và sau đó bật về phía bên này thì có thể chuẩn bị thành đạt. Tuy nhiên đen vẫn tiếp tục với cuộc công kích rất là mạnh mẽ của mình như sau, đó là tấn xa. Đen tấn xa phục bình sang bắc pháo, chỉ cần đen đánh nát con pháo ở đây thì là đỏ, hệ thống phòng thủ của đỏ lập tức tan vỡ ngay. Thành thử ở đây đỏ bắt buộc phải lên con mã để mở đường để xa có thể tấn lên hỗ trợ tháo cái này phòng thủ. Đen bắt luôn, buộc đỏ phải lên xa phòng thủ. Bên đây đen ăn mã, đỏ phải ăn xe về rồi. Đen bình pháo đánh pháo tiếp tục cái cuộc tấn công. Bên đây thì rất là khó khăn cho đỏ. Giả sử đỏ lên con xe để giữ pháo thì đen lại có một thủ đoạn rất là ác, đó là bình pháo xe đánh chết xe đỏ. Có thể thấy là như vậy thì cái nước bình pháo của đen nó cơ đơn giản nhưng mà đỏ rất là khó để đỡ được. Trong tình huống này thì đỏ chắc chắn mất quân và chắc chắn thua cuộc. Thành thử ra thì phương án thoái mã ở đây cũng không phải là một phương án có thể đi được. Phương án ngoan cường nhất cho đỏ đó là dùng xe đánh pháo luôn, quốc công quốc đôi công. Trong trường hợp này thì đen đơn giản ăn mã thôi, đồng thời phục pháo đánh xuống tường chiếu tướng tạo ra một công thế mạnh ở cánh biên. Đã bắt buộc phải lên tường, không còn phương án nào khác. Đến đây thì đen bình bình xa để có thể tấn tám bắt pháo, giờ tấn tám bắt pháo. Chú ý ở đây thì đỏ không thể phòng thủ bằng nước lên sĩ được. Chẳng hạn như đỏ lên con sĩ này thì đen đánh tường đâm xuống chiếu bấy, giờ đâm xuống chiếu bấy, đỏ rất là khó là có thể đối phó. Còn nếu chống chỗ này thì quá phí cho đen, đen chiếu tướng còn phải thoái về lại, sau đó đánh xuống này rất là khó để đen có thể phòng thủ. Thành thử ở đây thì đỏ không thể phòng thủ bằng nước lên sĩ được. Nó phòng thủ tốt cho đỏ đó là lên con xe để ngăn không cho xe đen có thể tấn xuống. Đen tiếp tục toàn lực tấn công bằng nước tấn xe. Đến đây thì cờ đen để dốc toàn lực để tấn công. Đó ở đây thì quân đội song xe và song pháo ở đây đều bị kiềm chế, mẹ ở đây cũng không phát triển lên được vì có con pháo ở đây đang mai phục, mẹ không thể phát triển lên được. Cái lý phương án tốt nhất cho đỏ đó là đánh tường làm giảm bớt cái sức phòng thủ của đen, và đó có thể tạo đà để có thể phản kích trong tương lai. Thực ra thì đỏ cũng không còn phương án nào hay hơn. Cái này thì đen bắt đầu nổ súng tấn công bằng nước xe đánh sĩ, cờ chiếu tướng rất là dũng mãnh. Ở đây thì câu hỏi là liệu tướng đen có thể ăn xe hay không. Đen tướng đen chỉ có hai lựa chọn, một là ăn xe, hai là phóng lên thôi. Lấy ví dụ đen nếu đen ăn xe thì đỏ có nước đánh đánh xuống sĩ tạo nên một cái công thế rất là mạnh, nên đây xét trường hợp đen lên tướng trước phòng thủ thì đỏ lên tướng phòng thủ thì đen rất là dễ dàng để tấn công tiếp theo như sau, đó là mã đánh tường. Ở đây thì đen đỏ không thể đánh mã được, đỏ mà ăn mã thì đen đánh xuống này liền, mà sau đó thì xong xe sang ở dưới này thì cờ đen không thể chống đỡ được. Thành thử ra đỏ không thể ăn mã, giờ con pháo ở đây để phòng thủ đường dưới, ngăn không cho đỏ có thể chiêu đít được. Thay vào đó thì đỏ tấn pháo lên này có vị tốt hơn. Ở đây thì đen đọt pháo cũng là một phương án, tuy nhiên phương án này không hay lắm bởi vì nếu đen đặt đọt pháo thì con pháo của đỏ lại lại không có sợ cái đường chiêu đích của đen nữa, nên phương án tấn công tốt hơn cho đen đó là tấn mã xuống này. Nếu đỏ bên pháo sang này thì dò chiếu bấy
đang đơn giản thoái mã với đỡ phòng thủ thôi, đạo chẳng làm được gì. Đến đây thì các thủ đoạn tiếp theo của đen là trước tiên lấy xe ăn xuống sảy, sau đó xe thoái về chiếu bấy. Một phương án khác là pháo bảy bên chín, rồi xe chiếu tướng, rồi tướng xuống, rồi pháo đông xuống chiếu bấy, cũng là bấy. Đó là chưa kể đen có thể đơn giản thoái và chiếu tướng rồi ăn qua, ăn không xe đỏ, hoặc là pháo lộn và ăn pháo đỏ. Rất là nhiều phương án là đen có thể đánh thắng. Trong trường hợp này thì quá dễ cho đen. Hình thử ở đây thì nếu mà đợi hèn nhát lên tướng thì chắc chắn thua rồi. Phương án mạnh mẽ nhất để đỡ phản có thể đỡ được đó là ăn con xe, chiếm ngay con xe này, giờ để lại thì tấn công thì không thể chịu nổi. Tuy nhiên đỡ ăn thì đỡ cũng không thể chống được cái đợt tấn công này của đen. Đen Trang chiếu tướng, đỡ chỉ có thể rút pháo và thủ thôi. Nay đen lại tiếp tục Trang chiếu tướng, đỡ phải chạy pháo, chạy vào trung lộ là tốt nhất để có thể đánh đánh chốt giữa phản kích trong tương lai. Hiện nay thì di chốt thì đen có Trang thể dùng pháo chiếu tướng, tướng đỏ loài lên đi đến pháo đen đối về để làm ngoài, để mẹ bảy có thể tấn sáu hoặc là mẹ bảy thoái sáu chiếu tướng. Đến đây thì cờ đỏ rất là nguy. Đỏ chỉ có thể dùng pháo ăn từ chốt để hòng tạo ra lực phản kích. Trong tình huống này thì đen muốn dứt điểm cũng phải khá là khéo léo, cũng không đơn giản là đen có thể dứt điểm được trong tình huống này. Lấy ví dụ chẳng hạn như đen manh động bằng nước và chiếm mạng ở đây thì đỏ lập tức Trang bình chiến xe chiếu ngược lại, một cơ bình xe, một cơ rất là hay. Thì giả sử đen ăn bên này thì đỏ chiến ăn ăn xe lại chiếu tiếp. Nếu đen Trang thoái chiến sĩ chiếu tướng thì đã đơn giản bình vô tướng. Trong tình huống này thì cái đợt tấn công của đen bị phá vỡ, không dễ để đen có thể kiểm soát được tình huống. Thành thử ở đây muốn tấn công cũng phải rất là khéo léo, không thể manh động mà nước lên mạng. Tốt nhất là nên ăn con pháo đó đi, diệt trừ hầu họ. Xì đã ăn rồi. Đến đây có vẻ như khá là khó để đen có thể tấn công tiếp. Đen không thể lên sảy được rồi, bởi vì bị mắc con xe đỏ, cũng không thể thoái mã và Trang chiếu chiến được, bởi vì xe đỏ sẽ bình về lên cản này lên, đồng thời chắc đôi luôn. Tuy nhiên đen có một cái phương án tấn công rất là bất ngờ sau đây, đó là thoái về chiếu tướng, một nút cờ sấm sét. Đen thoái về đánh chót là bắt xe, khiến cho đỏ rất là khó để đi quân. Nếu mà đã ăn xe thì đen lập tức chiến chiếu bấy. Thành thử ra đỏ bắt buộc phải chạy xe rồi. Nếu đã ăn xe ăn qua chót thì đen đơn giản lên sảy chiếu thôi, đỏ buộc phải vào xe lại để ăn xe. Cứ đến thì đen thoái mã về hoặc bên xe đều chiếu bấy, đỏ hoàn toàn không thể chống đỡ được.